Quý khán giả thân mến, thành phố Đà Lạt luôn để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng của du khách, dù là chúng ta bước vào bất cứ thời điểm nào ở trong ngày. Nhưng mà có một điều mà hầu như là du khách ai cũng yêu mến Đà Lạt, đó chính là khi mà Đà Lạt về đêm. Đà Lạt về đêm với những cung đường ánh sáng rất ấn tượng, hay là những món ăn đường phố luôn để lại những dấu ấn trong lòng của du khách. Còn bây giờ thì hãy cùng với Ánh Nguyệt trải nghiệm không gian Đà Lạt về đêm nhé. Đến Đà Lạt vào bất cứ thời điểm nào trong năm, bạn cũng sẽ cảm nhận được cái se lạnh trong những đêm lãng mạn của xứ sở sương mù. Đà Lạt hôm nay đang dần khoác lên mình chiếc áo mới cùng với sự phát triển vượt bậc. Nhưng đâu đó những quán ăn quen thuộc, những nét đặc trưng văn hóa về không gian, hình ảnh con người dung dị, hiền hòa, khiến nơi đây vẫn luôn là chốn dừng chân quen thuộc của lữ khách khi đặt chân đến miền đất lạnh nơi này. Mấy ai từng đến với Đà Lạt mà không một lần được cảm giác dạo quanh hồ với những chiếc xe đạp đôi hay tản bộ vài vòng quanh chốn chợ đêm để phần nào hiểu hơn về nét văn hóa trên thành phố sương mù. Nhưng nếu bạn là tín đồ của những món ẩm thực ven đường, hẳn sẽ không thể bỏ qua mùi thơm của những củ khoai, trái bắp trên lò than hay chiếc pizza tráng nướng giòn rụm đang bốc khói nghi ngút. Mình nghĩ thì hiện tại á, giới trẻ là cái thành phần mà đi du lịch nhiều nhất. Thì mình sẽ nghiên cứu về tâm lý của họ, họ thích cái gì, họ cần cái gì. Và mình nên chấm phá những cái nét của địa phương và phát triển nhiều lên để nó tạo nét đặc trưng của Đà Lạt so với lại những địa điểm khác. Nghĩ là sẽ mở rộng thêm một vài khu vui chơi giải trí, hoặc là mở rộng thêm một vài chỗ để mà mình giải trí như là trò chơi game này nọ. Thêm một vài cảnh đẹp nữa là để cho mình check in sống ảo hơn nữa, nhưng mà nó sẽ gần với thành phố mình hơn. Chiếc áo mới với hành trình phát triển kinh tế đêm sẽ đưa Đà Lạt đến gần hơn với các mô hình tham quan, mua sắm, giải trí mới lạ và ban đêm, nhằm khai thác, phát huy tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm của địa phương, qua đó góp phần tác động tích cực trong việc thay đổi diện mạo ban đêm của thành phố Đà Lạt, giảm tải áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, đồng thời phát triển kinh tế ban đêm, nhưng phải hạn chế những rủi ro, tác động tiêu cực của kinh tế đêm đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Về phát triển du lịch Đà Lạt cũng như Lâm Đồng nói chung trong cái thời gian tới thì đã được tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh phê duyệt cái nghị quyết về phát triển du lịch trong giai đoạn 2025 và định hướng đến năm 2030. Và ủy ban nhân tỉnh thì đã ban hành một kế hoạch về phát triển, trong đó chú trọng đến phát triển cái du lịch chất lượng cao và đặc biệt là phát triển về kinh tế du lịch và kinh tế đêm, và xây dựng những cái sản phẩm mới để thu hút du khách trong nước và quốc tế, và đặc biệt là phải nâng cao cái chất lượng dịch vụ đối với các hoạt động của du lịch. Và chúng tôi coi đây là những cái hoạt động hết sức quan trọng để nâng cao cái chất lượng phục vụ và thu hút du khách, đảm bảo đáp ứng được cái nhu cầu của người dân, du khách khi đến với Lâm Đồng, đến với Đà Lạt. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, trong thời gian tới, Đà Lạt sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động trong mô hình phát triển kinh tế đêm, theo kế hoạch đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, như công viên nhà nước tại Công viên Hoa, mô hình tuyến phố ẩm thực tại đường Trần Lê, Hoàng Văn Thụ, phường 4, mô hình tuyến phố đêm với các hoạt động night club, bar, cà phê, ẩm thực, mua sắm tại các tuyến đường 3 tháng 2, Tăng Bạch Hổ, Nguyễn Chí Thanh, và đồng thời nâng cấp, tăng thời gian phục vụ, phát triển mới các dịch vụ mua sắm cao cấp, ẩm thực, vui chơi, giải trí hiện hữu tại khu vực quảng trường Lâm Viên. Tổ chức các khu vui chơi giải trí công cộng, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vui chơi cho người dân và du khách. Tại tuyến đường Trần Quốc Toản, hình thành khu phố đi bộ dọc bờ hồ Xuân Hương và di dời mô hình chợ đêm đến khu vực công viên ánh sáng. Ngoài ra, tại một số khu điểm du lịch tư nhân sẽ triển khai thêm các loại hình giải trí như tổ hợp các loại hình vui chơi giải trí như bar, ăn uống, rạp chiếu phim, game, casino và nhiều hoạt động khác. Với kỳ vọng trong tương lai, Đà Lạt sẽ là một thành phố không chỉ được biết đến với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành, mà nơi đây sẽ thực sự nổi bật với các hoạt động thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, vui chơi giải trí, mua sắm và du lịch vào ban đêm.